Dạ vâng, xin chào anh chị khách hàng nha. Thì hôm nay em bảo là tiếp tục chuyên mục đi mua xe anh chị nha. Đó thì trước mặt anh chị đây là một con Everest 2019 bản tên Titanium một cầu anh chị nha. Màu trắng gốc Sài Gòn, biển dễ nhìn luôn nè anh chị. Đó. Xe thì đi 50 mấy ngàn này. Chủ giữ cũng khá là kỹ luôn anh chị nha. 50 mấy ngàn anh chị. Bộ lăng nè. Đi 56.925. Màn hình zin theo xe nè anh chị. Cần số nè. Chiếc xe cũng còn đệm ghế nè, đó anh chị thấy không? Đệm ghế cũng còn đệm lưng nè. Đệm ghế đệm lưng cũng còn khá là dày. Xe thì chủ có lót sàn cho mình rồi anh chị. Xe thì mang nước sơn màu trắng nha. Đó, dán phim cách nhiệt hết rồi anh chị. Lót sàn rồi anh chị nha. Năm mươi mấy nghìn. Xe này sẽ về toàn trung Hồ Chí Minh chị nha. 793 quốc lộ 13 thì Bình Phước Thủ Đức. Đó, Titanium. Titanium. Ủa anh, cái này em thấy mình chạy 50 mấy ngàn rồi mình thay là lớp luôn anh. À. Thay 4 cái lớp luôn. Dạ dạ, là. Tại bữa anh tính đi Đà Nẵng. Đi xa anh sẽ an toàn anh thay luôn. Anh thay luôn chứ không có gì hết. Là mình muốn thay cho nó đi cho nó an toàn thôi đúng không? Dạ dạ, ok. Xe này mình mua mới từ hãng luôn anh. Bởi vì nó coi là xe mình có thường hay bảo dưỡng hãng không anh? Đấy. Ý là bảo dưỡng hãng thường xuyên không? Toàn bộ xe hãng không có ai ra ngoài đó. Vậy hả? Nè. 10.000 cây lần nè. Cây cho em. 10, 20, 30, 40, 50. Ồ, đầy đủ hết luôn. Full là xe hãng luôn. Dạ dạ rồi, ok, cảm ơn anh. Dạ dạ. Đó anh chị, full là xe hãng anh chị nha. Đó, một chủ mua từ mới. Xe rất là đẹp. Xe mà có xe đẹp là bên em phải nhanh tay đi liền, mua liền anh chị nha. Dạ. Dạ dạ. Chưa tháo xuống sao? Đầu nghề còn nguyên hả anh? Chưa hạ luôn. Dạ dạ, ok anh. Dạ rồi, anh chị quan tâm mẫu xe này thì liên hệ với cái hotline ở Toàn Trung Sài Gòn anh nha. Dạ rồi, cảm ơn anh chị ạ. Vâng, xin chào anh chị nha. Thì hôm nay Toàn Trung lại có xe là lên được, thực hiện cái cam kết có xe là lên được bất kỳ nơi đâu, bất kỳ tỉnh thành nào anh chị nha. Thì đây là Đồng Tháp. Và cái xe này ở Đồng Tháp nhưng mà không phải ở thành phố anh chị, ở một cái huyện rất là xa. Nhưng mà miễn sao đẹp là được anh chị. Em Toàn không có quan trọng điều đó. Xe i10 bản full, vô quá nhiều đồ chơi anh chị. Trong nội thất là không còn gì để nhét anh chị. Gần như là một trong những cái i10 cuối cùng còn sót lại tại thị trường Việt Nam mẫu mới anh chị ha. Đó, đa phần là thời điểm đầu tiên ra là bản đủ và bản thiếu. Sau này hãng nó cắt bạn đủ luôn, giờ ra bạn thiếu thôi. Bạn đủ có đề ra top nha anh chị. Ảnh lên mâm, lên đồ đầy đủ hết rồi anh chị. Đó, lên ghế da. Mà áo ghế là ảnh vẫn giữ nguyên và ảnh đưa lại cho em nha. Lớp sư cu chưa hạ. Đó, anh này ảnh rất là rành về xe. Ảnh là thợ sửa xe máy. Ảnh rất là rành về xe. Nên là ảnh không cho bọc chùm lên, sợ hư cái nỉ. Và ảnh tháo cái nỉ ra. Và ảnh bọc cái da anh chị. Rất là cảm ơn anh. Xe này thì em vu về em chưa bán được anh chị nha. Không phải em để đi mà tại vì em xuống mua xong xuôi hết rồi. Nhưng mà ra công chứng á, thì trên cà vẹt nó công an đánh bị sai cái số loại, dẫn đến công chứng không được 10 ngày. Bây giờ phải nhờ ảnh lên công an đổi lại cà vẹt 10 ngày sau mới có rồi em mới xuống công chứng nha anh chị. Thì đây cũng là một cái chương trình của Toàn Trung là hỗ trợ khách hàng hết mình anh chị. Đó, đã hỗ Toàn chỉ sợ xe xấu thôi. Chứ còn mà xe đẹp, xe lên đèn bi đầy đủ hết nha. Xe đẹp, giấy tờ vướng, trục trặc, Toàn có thể hỗ trợ anh chị đưa tiền để anh chị giải quyết công việc. Còn xe em sẽ mang về đó. Khi nào xong xuôi công chứng xong em mới bán anh chị. Chứ còn mà không bao giờ mà em bán cái xe mà chưa xong thủ tục giấy tờ anh chị nha. Phải đầy đủ thủ tục giấy tờ em mới bán. Ngày hôm nay vừa rồi nó lại đang vướng một chiếc xe Vios G. Chủ xe xong xuôi thủ tục đó, giấy tờ rồi. Bây giờ anh chồng ảnh lại không chịu ra ký. Mà mấy bạn vội vàng quá bán cha xe đó giờ chưa biết giải quyết sao. Đang năn nỉ anh chồng ra ký giúp cho mẹ. Chứ xe thì tiền đưa hết rồi, xong xuôi hết rồi mà vợ chồng lại cãi nhau lại không chịu ra ký hơn vậy. Làm cho bây giờ cái xe là mấy bạn lỡ giao cho khách hàng mất. Tiếp theo là con City anh chị, con City RS 2022 đi có mấy ngàn cây anh chị.
đi xe này đi có 4-5 ngàn cây anh chị, quá mới anh chị ha. Anh chị nào quan tâm thì ghé Toàn Trung thành phố Hồ Chí Minh. Còn đây tiếp theo nữa là ngày hôm nay mua nhiều quá anh chị, mua nhiều quá em nhớ không được, mua gần 10 mấy chiếc á, kể cả Gia Lai với thành phố Hồ Chí Minh. Mà Gia Lai thì không có ai cập nhật cho anh chị hết nên anh chị thông cảm anh chị nha. Gia Lai thì em cũng mua nhiều lắm, hầu như ngày nào em cũng mua hết. Thành phố Hồ Chí Minh thì có các bạn quay video và em đi quay video đó, nó cũng thuận tiện anh chị. Đây phai điêu, lại là phai điêu nữa anh chị. Bữa giờ mua phai điêu quá nhiều mà chưa bán được mà mua rất là nhiều. Mà thực hiện cái cam kết anh chị là phai điêu bao nhiêu em cũng nhập hết mà. Nên là quan trọng là có xe đẹp hay không thôi. Đó, phai điêu này thì bản đủ anh chị nha. Có màn hình Android đầy đủ, biển Thành phố Hồ Chí Minh một chủ của anh Hoa Tiêu anh giới thiệu cho em. À đâu, quên, cái xe này là xe ở Đồng Nai anh chị, cái xe Đồng Nai. Xe Đồng Nai 219 anh chị, 219, giá này hợp lý lắm anh chị. Cái này có 300 thôi anh chị nha. Hơn 3 đồng một xíu, 300 mấy triệu thôi là anh chị có cái phai điêu đi. Ngon lành rồi anh chị, ngon lành. Thay vì mua i10, mua Kia Morning thì có thể mua cái phai điêu 1.4 này. Có 300 mấy triệu mà số tự động. Bản đủ anh bản bay nhưng mà đã lên màn hình Android cũng như bản đủ rồi anh chị nha. Cũng hơn bản đủ rồi. Đó, nó chỉ khác cái màn hình bằng đồ thôi. Cái này đã lên đủ rồi anh chị. Anh chị nào quan tâm thì ủng hộ em Toàn hoặc là có xe bán liên hệ 0777262626 nha. Tụi em sẽ lên đường và đi mọi miền Tổ quốc. Anh chị có xe bán là hữu em. Còn anh chị mua thì anh chị thay đổi cái 26 ở sau thành 0928 hoặc là 79 hoặc là 23 hoặc là 02 anh chị nha. Đó, 0772626 nhưng mà thay đổi thành 09 hoặc là 79 hoặc là 23 hoặc là 08, nói chung là thay đổi đó để liên hệ mua hàng anh chị nha. Còn cái số mà 262626 là chị thu xe thôi, anh chị có điện vô đó tụi em cũng không hỗ trợ được đâu. Nên chị điện cho đúng số giúp dùm hệ thống giùm em cho chạy cho được chân chu anh chị ha. Rồi tiếp theo là XL7 anh chị, XL7. XL7 của anh Khánh. Anh bán đêm hôm qua 10 giờ đêm, 11 giờ đêm mà xe quá anh chị. Xe này ở Bình Phước nhưng mà một trong cái huyện ở Bình Phước nữa nên là đi vào hết cả 100 cây nữa anh chị. Rất là xa. Và anh có cái là anh chỉ nhận tiền mặt thôi, anh không xài tài khoản. Nên là đêm hôm tụi em không rút tiền, không có chuyển khoản 24 giờ được nên là không hỗ trợ anh được. Chờ tới sáng là tụi em phải ra ngân hàng rút nha anh chị. Có nhiều khách hàng yêu cầu tiền mặt. Thì ok, em Toàn vẫn phục vụ. Nhưng mà anh chị yên tâm, cái tiền trong tài khoản vẫn là tiền thiệt anh chị nha. Em chuyển nhanh, nổi liền đó là cái hệ thống Internet Banking của ngân hàng. Họ hỗ trợ, thời đại bữa nay là thời đại mới rồi. Nên nhiều anh chị sợ là tụi sẽ tiền nhanh quá, mua nhanh và tiền tới nó nhanh quá, có gạt không. Thì anh chị yên tâm, hệ thống Toàn Trung luôn luôn nằm đó. Và những cái số điện thoại mà liên hệ với anh chị mà em đã nêu lên đó là nhân viên của Toàn Trung nha. Còn số khác thì không phải anh chị ha. Đó, những cái số mà em có nêu hoặc anh chị nào không biết có thể vào cái danh sách số điện thoại em để trong phòng mô tả. Chỉ đúng cái số điện thoại đó là bên Toàn Trung anh chị ha. Thì cái L7 này 2021 cũng đẹp anh chị, nói chung là cũng đẹp. Đẹp nhưng mà anh để lại cho em giá nó rẻ quá. Nó thiệt sự rẻ so với thị trường 20 triệu anh chị, so với thị trường 20 triệu. Nhưng mà buồn cái là em lại mua hỗ trợ anh chị nhanh gọn nên là nó đông vào đó anh chị. Cái xe này em nói thật sự XL7 này em mua hợp lý, đó là cảm ơn anh chân tình luôn. Đó. Nhiều người là không thích bán cao anh chị, muốn bán rẻ nhưng mà bán nhanh, bán gọn chứ đừng có mà nhiều người không thích lòng vòng anh chị. Đó, anh tự anh đưa giá và em mua luôn. Em cũng không có trả giá, cũng không có kịp trả giá và xuống cái xe nó thực tế thì mình cũng chẳng trả. Em không trả nên là ảnh kêu là ủa cái xe này bán rẻ hay sao mà không thấy xuống coi rồi bị mấy chỗ chày xước móp méo. Rồi cốp sau nó bị xíu chỉ đó mà cũng không bớt giá, mua bị hớ giá đúng không? Thì em nói với ảnh là không có, cái nào nó có cái giá của nó hết anh. Điều lúc anh hô nó rẻ nhưng mà xuống nó bị lại tình trạng này nọ thì nó bù qua sức lại. Em cũng không muốn nó ra nó vô, em muốn mua cái xe nó nhanh rồi về em bán nhanh. Cái tâm linh của em nó quan trọng đó. Đó, còn cái xe này Veloz anh chị, Veloz 6.000 cây. Những cái xe mà đi mua xong không chủ xe, vợ không bán rồi chồng không bán rồi sau cái bán rồi xuống y kỳ mua có rẻ cỡ nào về bán cũng được anh chị. Nó bị mất cái duyên á. Nên là em muốn mua nhanh gọn và thoải mái linh động nên anh chị hiểu giùm em Toàn nha. Nhiều lúc em Toàn làm nhanh, em Toàn hỗ trợ nhanh, em Toàn không kỳ kèo, không trả giá. Thì cái đó là do là em Toàn cũng muốn nó vừa rồi. Mình nhìn ra mình thấy vậy mình có lời rồi. Không lợi ít thì lời nhiều thôi. Nên là không có lỗ nên là em Toàn làm cho nó gọn anh chị.
Còn đây là cái Veloz anh chị, cái Veloz bản top đi có 6.000 cây. Mặc dù giá xe mới nó hạ nhưng mà chủ xe lại không muốn muốn hạ giá xe. Nhưng mà xe mới quá em chịu không nổi anh chị, em đã đi về rồi đó, em trả giá em đi về rồi đó. Nhưng mà thấy cái xe nó mới quá tiếc tiếc sao là lại quay lại mua anh chị, quay lại mua. Thì không biết cái xe đó có bán nổi không mà mua giá cũng cao rồi anh chị. Anh chị biết Veloz bây giờ mà em mua hơn 600, có chủ xe chứng kiến và còn cần phải cho thêm tiền cà phê nữa. Có nhiều anh chị cứ nghĩ là mua bán xe lướt nó dễ dàng lắm, không có đâu anh chị. Có nhiều lúc mua giống như mình không biết là mình mua về để làm chi nữa, mua mình đâu có phải mua đi, mua bán mà. Nhưng mà nhiều xe phải mua như vậy anh chị, mua như vậy nó mới có khách hàng, nó mới có mối lá anh chị. Có nhiều xe nhìn không thấy lời nhưng mà vẫn phải mua để cho anh em nó có tiền, nó có cái động lực anh chị đó. Anh em mà giới thiệu nó có cái động lực đó. Còn làm thì làm với nhau lâu dài mà. Phải điều Kona, nói miên man quá nó quên mất cái Kona đó là 2021 mới mua bản bay nha anh chị. Anh chị nào quan tâm thì liên hệ Toàn Trung thành phố Hồ Chí Minh các bạn hỗ trợ cho. Còn đây là anh em Toàn Trung Gia Lai đi ra Quảng Nam, cánh miền Trung á, là Toàn Trung Gia Lai sẽ đi anh chị nha. Xpander 12.000 cây 2021 anh chị nha. 2021 thì nó bạn đủ rồi chứ không phải nó qua 2022 rồi bạn bay. Anh chị vô nhìn nội thất vậy, anh chị nhìn cái mâm á, mâm phay là anh chị biết là bạn đủ á. Xe này ra rất vui nha. Lúc mà hỏi ảnh là trước khi đi là xe xôi là nói xe anh có bị gì không, ảnh kêu là ok, xe này ok. Ra thì có thấy cabo nó móp nhẹ xíu anh chị, là có cái dấu mỡ thì ảnh mới đưa cái hình đó. Hỏi ảnh bị sao mà nó vậy thì ảnh đưa cái hình cái xe ảnh. Nhưng mà anh chị bán xe anh chị đưa ngay từ đầu đi cho nó rất là dễ cho em, chứ ở xe xôi mà cứ ra tới nơi mà nhiều lúc lướt mình không mua thì không được, và mua về thì nó gần như là giá nó là giá em định là toàn là giá sát giá cao không à. Mua về thì nói chung nó bị lỗi vậy thì luôn luôn em phải nói, em nói ra thì em lại bán chậm, mà muốn bán nhanh những cái xe mà bị như vậy thì phải bán rẻ, nên nó rất là khó cho em Toàn anh chị nha. Nên anh chị cứ có gì anh chị nói giùm em Toàn, cái đó là cái điều giúp em Toàn. Thí dụ xe anh chị bị gì đó có chụp hình cũ nó gửi cho em thì em bán em cũng đưa cho khách hàng thôi, nhưng mà anh chị nói vậy nó rất là thuận tiện và dễ cho cả hai anh chị nha. Tiếp tục một con pha điêu tiếp anh chị, pha điêu này là bản full anh chị, bản thiếu nhưng mà lên full anh chị, lên màn hình Android biển Sài Gòn. Anh chủ xe cũng cứng, quá cứng luôn anh chị, nhưng mà xe đẹp quá em phải mua anh chị, em phải mua xong rồi em chạy qua em lấy con Vios anh chị. Vios này là biển Sài Gòn 2019 bản G anh chị, mới tin nè, đi có 4-5.000 cây. Nó là một trong những cái xe mà tầm tiền mà giữ giá nhất từ trước đến giờ anh chị. Bao nhiêu đợt giá nó tăng giảm thị trường nhưng mà Vios nó không bao giờ nó rớt. Nó chỉ có rớt 5-10 triệu, 20 triệu cho cái gọi là có không khí giảm giá theo thị trường thôi, chứ còn mà không bao giờ mà em thấy nó rớt giống như mấy cái dòng kia 5-70% triệu anh chị. Như Vios này đó, năm ngoái em mua giá này mà bây giờ em mua giá này, giờ mà thị trường chậm nhất em vẫn phải mua giá này, chứ không mua là cũng chẳng có xe bán anh chị đó. Nên là không hiểu sao, anh chị nào giải thích giùm em Toàn với, chứ em Toàn cũng nhiều lúc cũng khó. Anh chị nào có xe bán thì liên hệ ngay với em Toàn nha, 0777262626 nha. Cần đang mẫu anh chị nha, đang trên đà mua rất là sướng, nên là có xe là anh chị ới là tụi em đi ngay và liên hệ vô số đó anh chị nha. Còn mua hàng thì anh chị liên hệ số khác giùm em, chứ tránh nó không thuận tiện cho anh chị ha. Anh chị mua hàng anh chị liên hệ 0777262679 hoặc là 78 hoặc là 0979325679 giúp giùm em Toàn. Anh chị cần mua cần bán liên hệ đúng số để các bạn hỗ trợ, nó tốt cho anh chị ha. Cho anh chị gọi lung tung lên là nhiều lúc nó rối, nó chồng chéo dẫn đến nó không hỗ trợ, không phục vụ anh chị được nhiều anh chị ha. Đó, nên là cũng rất là cảm ơn anh chị đã ủng hộ đồng hành cùng em Toàn, và cảm ơn rất là nhiều anh em hãng và Ho Tiêu đã gắn kết làm ăn lâu dài với Toàn và chỉ cho Toàn những cái xe rất đẹp. Nên anh em phải hiểu một điều là Toàn luôn luôn nghĩ về anh em và hỗ trợ anh em. Có những con xe Toàn mua cũng vì anh em thôi, nhưng điều không muốn nó ra và không cần nó ra, làm mình sẽ hiểu.